Giờ này chưa cơm nước xong à? Hôm nay mình nấu cơm mà vào thấy mì chính rồi mắm muối nó hết rồi. Em định đi mua thì hết tiền, với cả dầu ăn, gạo với bình ga cũng sắp hết rồi. Mai anh lấy lương rồi anh mua luôn một thể nhá. Sao tôi vừa đi về cái cột hỏi tiền thì nào hả? À, dùng thì biết tiết kiệm chứ, đong đếm cho nó hợp lý vào. Cứ mở mồm ra là tiền, bực hết cả người. Sao anh lại nổi nóng với em như thế? Thì mua cùng một lúc thì nó hết cùng một lúc thôi. Nấu ăn thì kiểu gì chả hết. Em đã vất vả nấu nướng rồi, bây giờ anh lại trách em như thế. Thì tại cô không biết tiết kiệm. Cô biết tôi ra ngoài kia tôi làm quần quật cả ngày mới kiếm được vài đồng bạc không hả? Mà về đây nhìn người khác tiêu tiền của mình một cách vô trách nhiệm, rất là bực. Thế bây giờ anh thử vào nấu nướng xem mấy cái đồ đấy có hết không. Cô bị điên à? Tôi nấu thì ai ra ngoài kiếm tiền? Được rồi, chắc tại vì em bầu bí không kiếm ra tiền, bây giờ em nhịn cho anh vừa lòng vậy. Ôi giời ạ. Em đang bầu bí mà, nhịn ăn thì làm sao con khỏe được. Anh mua cơm sườn cho em này, em ăn xong đi, xong rồi nghỉ ngơi cho con nó khỏe nhá. Thôi, anh xin lỗi, lúc nãy anh đi làm về thế nên là hơi nóng, em bỏ qua cho anh nhá. Thôi ăn đi. Sao anh phải ngồi xa thế? Thì có cái gì đâu, trời nóng ngồi xa nhau cho dễ ăn. Thôi ăn đi, anh phải đi làm đấy, không thảnh thơi như em đâu. Em nghe ạ? À, vâng, để bây giờ em chạy qua luôn anh nhá. Dạ vâng ạ, dạ. Anh đi có việc tí nhá. Vâng. Đi qua chơi ạ? Ừ. Mà này, sao mày bảo mày lấy chồng thành phố? Ở căn nhà lụp xụp này, xong rồi không có tiện nghi gì hết. À, nhà này mới mua nên là chưa sắm sửa được gì ạ. Ừ. À, sắp tới có cái đám cưới ấy, sang phụ dì một tay, xong dì cho ít tiền mà mua bỉm với sữa. À, dạ vâng ạ, cháu qua ạ. Mà tao thương mày lắm ấy, mới tạo điều kiện cho mày làm ấy. Chứ không á, ở nhà có mà đói mốc mồm. Dạ vâng. Thế thôi, dì đi đã nhá. Nhớ đấy, nhớ hôm đấy nhá. Chào chào dì ạ. Ừ. Anh ơi, em đi đây nhá. Đây. Em đi đâu mà son son phấn phấn thế này? Em qua nhà bà dì phụ cỗ cưới. Phụ cỗ cưới à? Vâng. Sao em không báo ốm đi, đâu phải qua. Thì... À... Cái bà dì mà hay khinh người nhà em đúng không? Suốt ngày lợi dụng nhau rồi là bảo sang phụ hết việc này việc nọ. Em đang bầu bí như này không biết qua phụ làm cái gì nữa. Anh, dù gì cũng là họ hàng của mình mà. Sao anh nói lời cay độc như thế? Cay độc cái gì mà cay độc? Có ai họ hàng mà lợi dụng nhau như thế không? Hả? Mà còn em rồi đấy. Việc nhà đấy nhá, cứ việc chú bác thì siêu. Chả hiểu cái gì. Anh càng ngày còn quá đáng rồi đấy. Em đi phụ cưới cũng có tiền mà anh. Bây giờ anh chửi em, rồi chửi cả họ hàng em nữa. Em đã cố đi làm vất vả kiếm tiền để phụ anh rồi, anh không trân trọng thì thôi chứ. Ơ kìa. Này, trong nhà cỗ bàn còn nhiều lắm. Rửa bát xong ý, rồi vào dọn mâm ra gì. Xong rồi lấy rác rồi đi vứt đi nhá. Dạ vâng ạ. Ừ. Đúng là đang không ngồi rồi, tự nhiên có việc làm, kiếm được chút tiền cũng tốt ha. Làm nốt đi rồi gì gửi tiền. Dạ vâng ạ, con nghe gì ạ. À, anh làm cái gì đấy? Ôi. Đứng lên đi về. Có thấy trời đang nắng 40 độ không? Thôi để em rửa nốt. Nốt cái gì mà nốt? Em rửa hết cái này tham mấy đồng bạc lẻ ấy. Đến lúc mà ốm ra đấy, tiền thuốc còn quá tiền làm đấy. Tiếp, làm gì mà tỏ vẻ xót vợ thế? Vợ mày đang ăn không ngồi rồi, tao tạo công ăn việc làm cho nó thì mày phải biết chứ. Này, dì thôi đóng vai người ban ơn. Vợ tôi đang bầu bí, không phải làm việc nặng gì hết, tôi nuôi. Cái gì? Mày nuôi á? Này, cái thân mày lo được cho mày chưa? Cháu tao lấy mày mới ra cái nông nỗi này đấy. Dì không phải lấy cái danh nghĩa giúp đỡ mà hành hạ vợ tôi nhá. Nhà tôi có nghèo khổ như nào ấy, cũng không bao giờ nhờ vả vào gì. Đứng lên, đi về. Này, đi về ấy thì khỏi lấy tiền nhá. Chúng tôi thèm vào mấy đồng tiền của gì ấy. Đi về.
Sụt sùi cái gì? Anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi, không phải đi làm gì hết. Thiếu tiền thì anh đi làm anh lo cho em. Bây giờ cứ nhìn em đi làm thuê xong rồi người ta sai em như ô xin anh nóng máu lắm. Nói như thế nhưng mà mất công làm rồi chẳng được cái gì cả. Đây này, em cầm cả cái thẻ này của anh đi. Sau rồi thích ăn gì thì ăn, thích mua gì thì mua nhá, không phải tiết kiệm làm cái gì hết. Sao? Sao anh đưa em nhiều thế? Tiền này là tiền anh tăng ca để em đỡ vất vả mà. Với lại là để mua cái này này. Cái này là hôm trước anh thấy son với lại kem dưỡng của em hết, thế nên anh tích tiền mua cho em đấy. Toàn mỹ phẩm sách tay từ Hàn Quốc thôi. Anh... ngơ ngác cái gì? Em dùng thử đi xem ok không? Suốt ngày quát mắng người ta mà cũng quan tâm người ta quá vậy. Thì bây giờ em là vợ của anh mà, anh không chăm lo cho em ấy thì anh chăm lo ai, đúng không? Nhưng mà nay hết gia vị rồi em chưa mua, anh đi mua cơm sườn về cho em nhé. Cơm sườn à? Ok luôn, đợi anh tí nhá. Đây cơm đây. Đây cơm của em. Em xin. Ôi, anh nhầm, đây, cái này là của em. Đây là của anh. Đây. Ăn cơm đi. Lúc nào em muốn trách cứ anh vì anh cọc cằn, nhưng mà em quên mất anh không biết vun vén cho gia đình. Từ lúc lấy nhau về, bằng cay ngọt bùi, anh đều tự chịu một mình hết. Như vậy không tốt đâu. Của em luôn bên cạnh anh mà. Anh ăn đi. Cảm ơn em nhé.